Một người đàn ông tông xe vào cổng tòa đại sứ Nga ở Romania, phóng hỏa tự thiêu. Một người đàn ông đã lao xe vào cổng tòa đại sứ Nga ở thủ đô Bucharest của Romania vào sáng thứ tư trước khi phóng thỏa hỏa tự thiêu. Chiếc xe đan bị nhấn chìm trong biển lửa được nhìn thấy bên ngoài hàng rào của tòa đại sứ Nga. Nguồn tin của cảnh sát cho hay, người lái chiếc xe du lịch đã cố tình tông vào hàng rào của tòa nhà và châm lửa tự thiêu khi được yêu cầu xuống xe. Đoạn băng video lan truyền chạy nhanh chóng trên mạng xã hội cho thấy rằng chiếc xe bốc cháy và người đàn ông ngồi yên trong xe khoảng 6 giờ sáng ngày thứ tư. Chiếc xe lao vào nhưng không thể chọc thủng khuôn viên tòa nhà đại sứ Nga và cuối cùng bị kẹt bên ngoài hàng rào ngôi nhà và bốc cháy dữ dội cũng theo như cuộc điều tra ban đầu thì người đàn ông trên đã cố tình lái chiếc xe lao vào trụ sở tòa đại sứ Nga với tốc độ cao nhưng không vượt qua được chướng ngại vật được dựng lên xung quanh tòa nhà đại sứ để ngăn ngừa hành động tấn công của người dân phẫn nộ và phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của người Nga. Sự kiện trên xảy ra một ngày sau khi Romania trục xuất 10 viên chức ngoại giao Nga vì không tuân thủ công pháp quốc tế để trả đũa hành động của binh sĩ Nga thảm sát người dân vô tội tại làng Bucha của Ukraine. Theo như Daily Star của Romania, thì người đàn ông này là Bogdan Dragici đã bị kết án 15 năm tù trong tuần này vì tội tấn công tình dục. Dragic đã đề cập đến tình hình Ukraine trong bài đăng cuối cùng trên Facebook hai ngày trước, nói rằng ông cũng là người Ukraine và sẽ thật tuyệt nếu tất cả mọi người trên thế giới đều được coi là công dân Ukraine cho đến khi chấm dứt cuộc chiến khủng khiếp đang đe dọa toàn thể nhân loại. Đại sứ Nga tại Romania là Valery Kumin gọi hành động của ông là khủng bố.